huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh và học trò Phạm Quang Huy. Năm 2016 thầy giành HCV còn tại ASEAN 19, trò giành HCV thể thao điện tử. Sáng nay 28 tháng 9 đội Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan ở tứ kết, giành quyền vào bán kết nội dung mộng tam quốc. Đội Tê Huyền bắn súng Việt Nam tranh tài nội dung 10m súng ngắn nam và 10m súng trường nữ. Ba xạ thủ tranh tài 10m súng ngắn nam là Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Lại Công Minh đã thi đấu xuất sắc ở chung kết sáng nay 28 tháng 9 và giành huy chương đồng. Đứng sau Ấn Độ, Trung Quốc, Phạm Quang Huy vào chung kết cá nhân. Xạ thủ trẻ Phạm Quang Huy người vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Anh từng giành 3 HCV giải Đông Nam Á 2022, huy chương đồng giải châu Á 2023. Ở chung kết ASEAN 19, Huy đối đầu với những xạ thủ cực mạnh đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các xạ thủ này đều đã từng giành huy chương thế giới. Trò thi đấu Quang Huy đang thi đấu Quang Huy vào chung kết bắn súng 3 xạ thủ chinh phục nội dung 10m súng trường nữ là Lê Thảo Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thị Trang. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam kỳ vọng các xạ thủ tự tin tạo đột phá trước các đối thủ mạnh để chinh phục thành tích cao tại ASEAN 19 sau tấm huy chương bạc của Ngô Hữu Vương. Ở môn TDDC diễn ra lúc 13:30, đội Việt Nam góp mặt ở ba nội dung chung kết đơn môn là Trịnh Hải Khang, thể dục tự do, Đặng Ngọc Xuân Thiện, ngựa vòng và Nguyễn Văn Khánh Phong, vòng treo. Trong đó Khánh Phong được kỳ vọng đạt thành tích tốt nhờ thể hiện được khả năng ở các giải quốc tế gần đây và đang có phong độ cao. Nguyễn Văn Khánh Phong được kỳ vọng ở nội dung vòng treo môn TDDC nghi thảo ở môn bơi, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng,